Nhanh lên nào, phải cấp tốc di chuyển ra khỏi vùng đất nguy hiểm này. Đưa những lá thư bí mật cho chúa tể của mình biết. Là một tên Skibidi Man. Đứng lại, đứng lại. Không, không hay rồi. Bị lũ quái vật tôi lên phát hiện rồi. Mẹ kiếp, thì ra là một tên người đầu lo. Người to gan đặt chân vào lãnh địa của loài quái vật bồn cầu bọn ta định làm gì? Để ta cấp đồ đúng không? Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây mà thôi. Lũ khốn kiếp, ông tránh xa ta ra. Chết rồi, mình giết nó chết rồi. Chết tiệt, cũng may là chỉ có một con. Nhưng ở ngoài kia chắc chắn sẽ có rất nhiều quái vật bồ câu. Phải làm sao để thoát ra nơi đây dễ dàng đây? Đúng rồi, mình sẽ giả làm quái vật bồ câu. Hay lắm. Như vậy thì chắc chắn mình có thể thoát ra được mảnh đất nguy hiểm này. Mẹ ơi, con muốn thả diều giống như các bạn. Mẹ mua diều cho con đi. Được rồi. Hả? Mau chào chú đi con. Con chào chú Toilet Đầu Lo. Hả? Chào con. Ông quái vật bồn cầu tí hon dễ thương. Chú có chuyện bằng. Chú đi đây. Ủa, mẹ ơi, sao con thấy cái chú này có gì đó kỳ lạ quá đi. Mặc kệ người ta, đừng có nhiều chuyện. Nào, theo mẹ đi mua diều nào. Vui quá. Các cậu ơi, mau tới bắt tớ đi. Bắt tớ đi nè. Vui quá đi. Chết tiệt, sao ở đây tập trung nhiều quái vật bồn cầu thế này. Nhưng cố lên, một tí nữa thôi mình sẽ rời khỏi mảnh đất của lũ quái vật bồn cầu, quay trở lại nhà gia đình của loài Siren Man của mình. Này, đứng lại. Khu vực này là ranh giới của loài quái vật bồn cầu chúng ta. Nếu ngươi cứ tiếp tục đi, ngươi sẽ qua lãnh địa của loài Skibidi Man. Ngươi định đi đâu? Hả? Chết tiệt, sao xuất hiện lũ Skibidi Toilet canh gác ở đây chứ? Tôi muốn ra vùng biên giới hai một ít nấm về nấu canh để ăn thôi. Cái gì? Trong lãnh địa chúng ta thiếu gì nấm chứ? Mau quay lại đi, ở bên ngoài này nguy hiểm lắm. Chết tiệt, làm ơn đừng cản tôi. Mau tránh xa ra. Tôi thật sự muốn rời bỏ lãnh địa của quái vật bồn cầu này để đi ra bên ngoài có chuyện gấp. Tránh ra. Mày kiếp, thứ quái vật bồn cầu đầu loa này thật bất thường. Mau hạ gục nó đi rồi báo cáo lên cho cấp trên. Mày kiếp chúng mày. Mẹ kiếp chúng mày, tránh xa tao ra. Ta phải đi khỏi đây cho bằng được. Mẹ kiếp, thứ quái vật bồn cầu này nó dám phản bội lại chúng ta, định bỏ trốn à? Mau, giết chết nó đi. Hay lắm, được rồi, báo cáo chuyện này lên chúa tể của chúng ta. Còn cái thứ này, mau ném xác nó ra bãi thây ma đi. Này, quái vật bồn cầu đầu loa kia, hãy tỉnh dậy đi. Đau quá. Đây là đâu thế này? Đây là bãi thây ma của loại quái vật bồn cầu. Nhưng tại sao ngươi bị ném ra đây vậy? Ngươi là ai vậy? Sao ngươi có thể lơ lửng được trên không? Ta là một vị thần đa vũ trụ của loại quái vật bồn cầu. Ta vô tình bay ngang qua đây thì thấy ngươi. Ngươi không cần phải nói gì nữa. Ta biết rồi, chắc chắn ngươi bị đồng loại của mình đối xử tệ vì có một cái đầu rất đặc biệt thế kia, đúng không? Trước đây ta từng cứu giúp một tên quái vật bồn cầu đầu camera. Có lẽ số phận của ngươi cũng giống hắn. Không phải như vậy đâu. Tôi là khoan, tôi không thể nói được. Bây giờ làm ơn hãy cho tôi đi khỏi nơi này. Ngươi thật là hèn nhát, tại sao lại bỏ trốn chứ? Ngươi phải mạnh mẽ lên, tự mình thay đổi số phận của mình. Ngươi phải chứng minh cho lũ đồng loại quái vật bồn cầu của ngươi biết rằng ngươi có giá trị, để bọn chúng có thể cho ngươi sống hòa nhập với nhau. Không, ta không cần cái gì từ quái vật bồn cầu các ngươi cả. Hãy để cho ta đi. Ngươi thật sự quá hèn nhát. Được rồi, vậy thì ta sẽ giúp ngươi một tay. Ta sẽ ban cho ngươi một nguồn năng lượng để giúp ngươi trở nên to lớn, khỏe mạnh hơn. Lúc đó ngươi sẽ tự tin vào bản thân của mình và chung sống với đồng loại. Hãy nhận lấy nè. Không. Người của ta. Sao ta lại biến thành một quái vật bồn cầu thực thụ rồi thế này? Chết tiệt. Người đâu rồi? Thật tao lấy chết tiệt. Người hãy mau trả ta lại cho ta. Tình khốn kiếp đó đã bay đi đâu rồi chứ? Bây giờ mình phải làm sao đây? Mẹ kiếp, cái lũ quái vật bồn cầu ký sinh này
đã giết chết chúa tể của chúng ta. Bây giờ chúng ta xử lý bọn chúng ra sao đây? Là những người đầu máy chơi game. Này, các anh bạn ơi. Cuối cùng, tôi đã gặp được những Skibidi Man chính thức rồi. Hay quá. Làm ơn, đưa tôi về nhà với. Tôi là một Siren Man nè. Ồ, giọng nói của ai vậy? Hả? Mẹ kiếp, một con quái vật bồ câu ở phía sau lưng chúng ta kìa. Anh em đâu? Chặn chúng lại, giết chết nó đi. Không, đừng hiểu lầm. Tôi là một Skibidi Man. Tôi là Siren Man đây. Chết tiệt, mày rõ ràng là một quái vật bồ câu. Cùng lắm mày có những chiếc loa trên người. Mày to gan dám nói là một Skibidi Man à? Định qua mặt chúng tao à? Không, mau dừng lại đi. Tôi có nỗi khổ riêng. Tôi đã bị biến đổi thành ra thế này. Dừng lại đi. Tao sẽ liều mày, giết chết mày. Tôi không có ý đâu. Tại vì tôi đã nói mấy người mà mấy người không nghe. Mấy người còn tấn công tôi. Tôi chỉ bảo vệ bản thân mình mà thôi. Tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Đằng kia dường như là chúa tể Lady Sandman khổng lồ. Nhưng hắn ta đã chết rồi. Không lẽ ở đây vừa diễn ra một sự kiện gì đó kinh hoàng hay sao? Chết tiệt. Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây? Đúng rồi. Tỷ của Titan khổng lồ Lady Sandman kia chắc chắn sẽ giúp mình khôi phục lại hình dáng ban đầu. Thậm chí mình còn có thể biến thành một Titan Skibidi Man nữa. Mình sẽ không có cái hình dạng toilet xấu xí này. Đúng rồi, vậy thì mình sẽ ăn tỷ của hắn. Biến đổi đi nào. Gì nữa đây? Tại sao không giống như mình đã tính toán chứ? Không. Tại sao mình vẫn mang hình hài của một quái vật bồ câu? Không. Chết tiệt. Mình phải đi tìm bằng được tinh thần vũ trụ toilet đó. Bắt hắn biến mình lại như cậu. Vui quá. Nào mọi người ơi, chúng ta chia ra chơi trò chơi đi. Được rồi các em, đừng ham chơi nữa. Ở đây không an toàn đâu. Nhanh chóng quay về hang ổ của loài Skibidi Toilet chúng ta nào. Không chịu đâu. Chúng em muốn chơi một chút nữa. Một chút nữa thôi. Không được, không còn thời gian cho các em đâu. Mau theo anh, về nhà thôi. Này, người đi đứng cái kiểu gì vậy? Sao lại đi thụt lùi thế kia? Chúng vào ta rồi, ngươi biết không? Tôi xin lỗi anh bạn. Được rồi, tất cả quái vật bồn cầu tí hơn. Chúng ta nhanh chóng về nhà nào. Cái gì? Thì ra là một lũ quái vật bồn cầu à? Chết tiệt, ta sẽ giết hết lũ chúng bay. Mẹ kim, tại sao lại tấn công bọn ta chứ? Hả? Ngươi là một quái vật bồn cầu speaker à? Ta là gì? Mặc kệ ta. Nhưng chính loài của các ngươi đã biến ta thành ra thế này. Ta ghét là một quái vật bồn cầu. Ta sẽ giết hết các ngươi để báo thù. Chết tiệt, ngươi bị điên rồi à? Ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra với ngươi. Nhưng loài quái vật bồn cầu của chúng ta chưa bao giờ hại loài khác. Trừ khi ngươi phạm vào ranh giới của bọn ta mới ra tay thôi. Cầm mồm đi. Loài Skibidi Man, người đầu lo chúng ta, luôn coi lũ quái vật các ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Dù các ngươi có tốt hay xấu thì bọn ta thấy các ngươi cũng phải giết. Bây giờ chính các ngươi đã biến ta thành ra thế này. Được lắm, ta sẽ sử dụng sức mạnh của quái vật bồn cầu này để tiêu diệt lại các ngươi. Không. Dừng lại đi. Làm ơn, ta cho lũ quái vật bồn cầu tí họ kia. Bọn chúng là những con quái vật bồn cầu cuối cùng của hành tinh này. Bọn chúng vô tội, tha cho bọn chúng đi. Người nói cái gì chứ? Mấy ngày trước ta thấy rất nhiều quái vật bồn cầu trong lãnh địa của ngươi. Vậy mà bây giờ ngươi nói bọn chúng là những con quái vật bồn cầu cuối cùng là sao? Đã xuất hiện một thế lực thứ ba. Không phải là quái vật bồn cầu hay Skibidi Man, Mà thế lực đó do tên Titan G-Man lãnh đạo. Hắn vô cùng độc ác. Hắn đã tàn sát hết tất cả. Hắn định thôn tính cả hành tinh này, rồi xây dựng một lực lượng đi xâm chiếm vũ trụ khác. Nếu người muốn ra tay thì hãy tìm hắn, ngăn cản hắn lại. Nếu không,
cả loài của ngươi và loài của ta đều chết sạch. À,